xem vườn cảnh của nhiều người quay, nhiều người trưng bày cây. Chỉ biết đây có những nhà vườn được đề tên, ví dụ nhà vườn cây cảnh Quyền Quay. Chắc là với bên này. Của rất nhiều người. Ở đây của rất nhiều anh em gì ạ? Đây là Hội Sinh vật cảnh thành phố. À, cháu cũng có vườn bên này. À, Hội Sinh vật cảnh thành phố đều có vườn ở đây. Các nhân vật. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo người dẫn chương trình hơn chục phút, có nghĩa là chỉ làm vẹn vẹn có một video. Bởi vậy mà chúng ta sẽ đi theo tính chất như là phóng sự. Bây giờ tôi sẽ đi vào bên tay phải và sẽ ra bên tay trái. Như thế này thì đúng là cưỡi ngựa xem hoa. Rất nhiều các thành viên đem cây đến đây. Vừa mới ở nhà vườn Thông Mơ, nhìn những cây siêu đẹp, thì đến đây cũng rất nhiều cây đẹp. Nhưng so với Thông Mơ thì chưa thấm gì. Các nhà vườn, các thành viên trong thành phố. Tôi đã mượn chiếc ô to, nhưng chiếc ô to lại càng nguy hiểm vì là gió không chịu được. Cứ sần phật ui rồi trên đầu tôi, có lẽ là thất bại rồi. Tôi lại phải đổi ô mất thôi. Nhà vườn cây cảnh Hội An, nhà vườn cây cảnh Xuân Trung. Cây cảnh Tân Hoa. Nó to nó lật em không làm ăn gì được. Bồng bềnh không làm gì được. Mình đã thiết kế lấy cái ô rất xinh xắn rồi, nhưng lại không tin tưởng vào ô của mình. Đổi ô cho bác. Đây là khu vườn của em chỗ này à? À, của Hùng à? Đang bảo này. Như vậy là của bạn Hùng nó đó. Lá móng, lá tròn ở trong, lá móng. Nếu mà đúng lá, nhìn cái lá già trong nó chỉ bằng những móng tay. Vâng. Nhưng mà cái ở bên cổ trong là nó tròn tròn thế này là đúng rồi. Một cái xanh lá bóng của anh Hùng. Vào vườn này bác không thể bỏ qua được đôi này vào trong ống kính. Đôi nào? Đôi tùng. Đây cực chuẩn. Cái tùng này một đôi. Đấy, thì mới có như một cây này bình thường. Tuyệt rồi, lại một đôi, lại khó. Lại bị mờ ống kính rồi. Đấy. Quân tử chưa? Hả? Ừ, chữ quân tử. Đây là chữ quân tử đây. Chữ quân tử. Nó là liên ngang như cái tùng cái bánh. Anh nhìn cái dàn tay của nó mới dã man. Chính xác. Tuyệt vời. Đây là một cây, bên kia cây nữa. Tay cái đốc tay em khỏe. Một đôi tùng. Theo các anh nói, vâng, được rồi, được rồi, được rồi. Sau sẽ quay về đấy, sau mặt chính. Một đôi trực quân tử mà các anh ấy trông rất thích. Mà các anh ấy nói là không thể bỏ qua được đôi tùng này tại vườn anh Hùng. Đôi này nói bỏ mấy trăm đây phải? Bao nhiêu? 400 một đôi này. Tay nó vẻ hết rồi. Ừ. Nó bẹt hết cái cong. Đây, cả tay. Nói chung là đôi này kể cả những cái đấy là cái không. Nó đôi nó quý. Một cây thì không nói, nhưng đây lại có cả một đôi. Bảo là một đôi mà anh kiểu là 19/10 á. Ừ, cây này hơi nuốt hơn cây kia tí. Đều. Rồi. À, nhưng mà cũng tương đối giống nhau. Rất là đẹp. Đừng bỏ xem mấy cây phôi. Xem là cây phôi của anh ấy chọn như thế nào. Ừ. Về trực 12. Đẹp rất đẹp. Quay lướt. Rất lùi. Nổi tiếng Việt Nam rồi. Một vườn tận hưởng. Không làm gì cả. Trời mưa không làm ăn gì được. Có nghĩa là chỉ tới cây và cây. Qua một số điện thoại đấy nha. Đây, ví dụ như thế này. Không thì cứ ngựa xem hòa quá. Có lẽ là để một dịp khác đến quay thôi. Như thế này thì không làm ăn gì được. Chỉ mang tính chất giới thiệu với các bạn là có một vườn cây của câu lạc bộ Hoàng Long lớn như thế này. Không làm ăn gì được hết. Một tiểu cảnh đàn hát dân ca. Các bạn, anh em Hoàng Long có một vườn rất rộng, trong đó có một khu trưng bày những pho tượng rất đẹp. Anh em đường đi ra mất rồi, tôi đã hết thời gian, nhưng tôi sẽ cố quay. À, ông Đỗ, đàn hát dân ca, các câu chuyện cổ tích, cổng làng. Đúng là một vườn chơi của trẻ nhỏ và của người lớn. Xin chữ ông Đỗ, họa sĩ Xuân Thành, tác phẩm cổng làng. Ông lão câu cá, chú ếch. Vườn cổ tích, chú thỏ, chiếc có cổ. Vân vân và vân vân. Cò, hổ. À, con hổ rất rõ rồi, chứ không cần phải giới thiệu. Chẳng qua tôi đùa một tí thôi. Đây là những tác phẩm của các nghệ nhân, cũng phần nào mô tả được sự đam mê được đẩy ngay trong vườn cảnh với rất nhiều cây cảnh đẹp. Chúng ta thử ngắm một vài tác phẩm có tiền ổi nghệ thuật. Thế là đã bắt đầu chuyển bánh, quay đầu rồi phải ra thôi. Ra qua cổng, muốn đi đâu cũng phải qua cầu, nghĩa là không thể qua mặt nhà sớm. Ai là còn tôi nữa. Sao mà ai dám bỏ. Cứ quay đã, cho con đi. Mưa rất to, ôi không làm ăn gì được nữa rồi. Ồ, mua cây khổ quá, mất ngay cây ở trong kia. Thế nào thôi được, họ đứng bắt một cây ở trong kia. Tôi thấy người phênh cây rồi, nhanh chóng mua bán, rất phấn khởi. Để nào cái đánh xe mầm vào, hóa ra đánh xe vào. À, mua bán cây về thế, đã thấy mua cây rồi à. Đánh xe vào để chở cây. Vườn cây trong mưa. Đấy, các bạn có thể là tới để mua cây.